chào mọi người, con tên là Candy, con 9 tuổi. Hôm nay con sẽ đàn bài Santa Claus is Coming to Town. Con rất thích được ông già Noel tặng quà vào ngày Giáng sinh. Chắc hẳn bạn nhỏ nào cũng thích được ông già Noel tặng quà giống con đúng không? Nhưng mà ông già Noel tặng quà bằng cách nào? Mọi người hãy cùng nghe bài đàn của con để tìm đáp án nha.